Mình trên đường đi tới Bạc Liêu thấy đèn xá rồi cũng ì xèo hết nè. Ủa anh Tân để anh sung quá.
sốc rồi. Này là bữa nay là anh em nhóm về Bạc Liêu nè, gà nướng, ngan nướng muối hả? À, sườn ram mặn nữa nè, chiên mặn, rau muối nè. Thịt rừng thì xào cần nè. À. Bạc Liêu là có cái món gà bông đỏ thì ác luôn nè. Đó, vậy ra. Đó, gà Bạc Liêu phô cao ác á. Ok, tới luôn thôi. Thôi vậy thôi, ai cũng uống ly, mình uống ly luôn đây cho. Chào con. Mấy ông chú với mấy bà con. Ừ, chào ác luôn. Giỏi á. How's your brother today? He's good. He's good today. Vậy thôi đâu rồi. Chúc mừng quay lại tiết rơi nha. Chúc mừng tiết rơi nữa. Không biết vô thôi store đâu. Thích tiết rơi chứ thằng đó mình nghĩ nhìn nó tướng nó thấy thích tiết rơi lắm. Tiết rơi là phải vậy đó. Ông phải tiết rơi. Anh không có chán. Để cho quay video xong rồi nó phải cắt chứ. Không để xé được rồi. À đây ngồi đi. Xé như Bạc Liêu á. Bạc Liêu có còn xé như ngày nào không? Hay là cắt à? Xé không? Vừa rồi, rồi dùng ai dùng đi. Tăng xong hết rồi, đừng có đem mày, làm thử miếng sườn ram coi. Ram muối á. Ram muối thôi. Ăn cái con lạ lạ này chứ. À, thì con này lạ này. Con này nó lạ lạ chứ. Con lạ ra. Cái gì tắm gì không? Con này gấp mãn lên rồi. Trốn đâu đặng viện trốn các bạn biết không? Vừa vừa cho hai thứ gì không? Gì? Vừa chưa hết rồi có đâu? Có thiếu. Cái gì? Ớt. Ớt hả? Ớt đúng rồi. Về Bạc Liêu mà không có ớt là hơi bị buồn á. Ớt tròn hơi dài. Ớt tròn. Ớt dài tròn luôn. Có ớt đeo ra. Dạ, tốt không? Cho em cái chén luôn chị, em bỏ xương. Ờ, có rồi. Cường đi đâu làm như ông lặn ớt trong lưng quần không vậy, đi đâu không hỏi ớt. Có bên này không? Có. Để đâu không hỏi ớt á. Để nó tăng lắm. Nhà sẽ xước xương. Thì mà thả 5 kg. Ừ. Ui. Dạ không hết, bỏ ngàn đông chứ để. Đúng rồi, bỏ đông cho nó không có hư. Ở đây mới vậy à. Ở đây mới vậy à, chứ được. Mấy ngày nó héo à. Mấy ngày nó héo à. Cắt xứ này vậy thôi. Cắt thì kéo. Kéo rồi, nguyên thì kéo quá rồi. Gà úp này, cử tặng úp ngon nha. Con sống vậy. Hả? Thử tặng nó biết úp gà vừa luôn á, vừa chín tới á. Tặng luôn, cắt gì? Hả? Không, gà nhỏ quá mà cắt đi. Còn nữa mà. Còn nữa. Rồi ăn thử tặng úp ra. Thôi gì cho, không tới ăn lại. Không ăn là anh không ăn luôn. Ừ. Cắt đi. Nói chuyện kia thôi. Mình nói cắt. Ừ. Nè cắt cái cấy ra đây. Cắt cái cánh cho anh hai đi. Cắt cái cánh cho anh hai đi. Cắt khúc đây đây, có khúc đây thôi, quay rồi có thử nó ăn dừa chưa đó. Mời các bạn cái cánh gà ác người Bạc Liêu nướng coi, lần đầu tiên ăn gà ác nướng muối ớt. Dừa. Mình tưởng chỉ có dân Nha Trang biết đứng gà ác muối ớt thôi chứ Bạc Liêu cũng biết nữa nè. Dữ luôn á. Dữ luôn. Thôi chứ cho cái xào miết người ta á. Thôi chút xíu nó xào tùm lum đồ ăn không? Đâu ăn nhiều đâu, còn nhiều quá trời không sao vậy hả? Vô xào đỡ nó nguội hết thôi. Giờ mình phải ăn ít lại chứ. Nó tiểu quá hả? Thử khoan á, vô nghe. Vô thôi trời. Nãy giờ vô mấy hộp mà thôi chắc trời chưa thấy rồi vô rồi mà. Hôm nay cà phê Trung Nguyên không uống khăn à? Quên khăn hay sao? Nay nằm nhà đâu còn uống khăn, đi làm mới uống khăn. À, đã quá. Vừa chưa chấm không? À, mời các bạn miếng gỏi gà Bạc Liêu ra. Thì ngon nha. Chuối úp đồ nữa không?
Đúng rồi, bắp chuối ở ngoài vườn hái vô ăn nó lạ. Ngon bắp chuối. Miền Tây. Ngon nhờ bắp chuối. Thôi liên tục luôn. Kéo này đi cũng mạnh đó chứ, kéo hung ba cho dạ. Sắc hai cái okay. Hai cái vành của nó cũng không có trơn rồi, mấy cái Việt Nam á. Làm tùy theo loại chứ bên này cũng có kéo rất là mạnh chứ. Mời các bạn biết nha. Này nhìn là biết Việt Nam rồi bạn. Đi rằng mình không đi Việt Nam nhưng mà mấy cái kéo ở đây là mình nhìn mình biết hết. Kéo này kéo Việt Nam, đã qua một cái kéo này. Sao bây giờ là cái này là nếu giờ cái này nè nó không bị bột nữa đâu. Kéo bên đây mình biết hết rồi, kéo bên này mình biết. Kéo cái xíu mà cắt liền rất. Mời miếng các bạn miếng gà ác nữa nha. Cái này là tiếng Anh nó kêu bằng silky chicken nè. Chú xì. Giống mình ngộ nha. Bữa mà tuyết không rơi á là seafood không à. Hải sản không à. Không có một cái miếng thịt nào đó. Bữa nay tuyết rơi là không có một miếng hải sản là thịt không á. Bữa nay là vừa thịt rừng rồi vừa gà vương nữa ha. Tùm lum dữ luôn. Tại thấy bữa tuyết không rơi ra biển được. Ra biển được đúng rồi đúng rồi. Rồi mời các bạn không? Đồ anh đi cũng lẹ luôn á, dữ luôn á. Bia lạnh hả? Bia nào là không lạnh. Lạnh nó nặng như nó ngon ngon ngon. Đi tự nhiên thôi. Ủa anh này đừng lớn chắc biết yêu với ông già đâu quá. Bắt yêu sớm à. Vừa hết mà biết điệu rồi nè. Ờ đó, biết mất cỡ rồi đó. Sợ không biết giống cha là giống ông ngoại chứ. 5 nữa, 12 tuổi bắt đầu rồi ấy à. Châu Di. 12 tuổi là biết yêu rồi. Châu Di. Sợ không giống cha mà giống ông ngoại á. Vì sao đấy giống ông già được. Không, không bỏ bên đây nữa bạn, xin lỗi. Dạ. Bên đây, đố bên đây chưa ăn hết. Không, bỏ. Đó, đó, bên đây cũng có đống nè. Cái đó, không cắt cho hai đứa nhỏ. Rừng nữa nè, này rừng nữa nè. Ủa là thịt rừng, quá trời mồi rồi. Bữa đây là thịt thịt rừng không à? Thịt rừng rồi, quá trời. Thôi, em lấy cái nguội cho nó nè. Mấy cái nóng quá, lấy cái cắt ra là nguội nè. Nguội cho nó. Đây nè. Không có giò để. Đây. Giờ cái đó nóng quá nè chưa được. Đây là bên đây nè, phải ăn đó, lấy. Này xương, này xương. Ok, vô cái đây, xin mời anh Bạc Liêu đâu rồi. Ở đây nè. Mình gặp anh Bạc Liêu lúc nào mình cũng tiêu điều hết á. Mình gặp anh Bạc Liêu lúc nào mình cũng tiêu điều hết á. Tiêu điều qua lá. Nó ăn này. Cái đứng thẳng lên đứng thẳng lên đấy. Đứng thẳng đấy. Nó nói nó không thích gà đen, nó cho nó ăn gà đen. Mà nấu gà này nấu. Mồi quá dữ. Ê, con đó con chim. Nha. Ồ đây giống gà rừng nè. Đúng rồi. Trước đây gà rừng á, ông đi săn gì đó. Ồ. Con gì á? Rose. Tôi lột. Rose nè. Trong nhà đi hết trơn tôi lột. Da đi theo á. Cái đó hình như nó nhổ lòng nó nhổ sống à. Tính vô sống. Đó thường rồi nhổ sống rồi. Là rose. Nhúng cái xôi á nó đi theo cái da đi theo luôn. Đó thì rút xôi nhưng mà thường đa số. Nó sẵn nó nhổ sống rồi. Rốt rồi. Ủa bệnh có uống không? Còn uống nè, 5 số lon. 5 số lon à? Quá trời mồi các bạn ơi. Đó bây giờ sao. Cái này còn đóng đóng rồi gầm gầm luôn rồi. Uống hết chai rượu đỏ rồi. Rượu đỏ uống rượu đỏ 1.5 lít rồi. Rồi sao mỗi lần mình về Bạc Liêu là mồi tùm lum hết ra ta mà sao mồi chuột không thấy. Vô ngay thả rồi. Ăn vô rồi. Không biết ai là ai. Ai nãy mới thả rồi. Cái đồ ăn hoài mình đâu cho ăn đâu, mình nói nha, tôi không có bảo hiểm nha, ai ăn là cũng như tự bảo. Mời các bạn biết đây về Bạc Liêu hoài mà không thấy cho ăn chuột. Không có mùi chuột à, không có mùi chuột cho ăn hải sản rồi gì thịt rừng được không mà chuột không thấy. Con gì cũng có mà con đó thì... con gì cũng có mà con đó thì không. Ăn chuột nó rình rình. Con đó là đặc sản với Bạc Liêu chứ.
miền Tây gì không? Với ấy cầu mình miễn cầu á, miễn cầu dai với mảng cầu ở mảng cầu dai với miễn cầu gì đó bự bự á, ở sim đó quá. Cái gì mấy cầu gai ừ. Mở cầu sim nhưng mà đi về mùa đông đi vườn qua Tết đi sưởng không mà phải đem dục à, tại biết sao không? Nó hái là nó cái kiểu của nó hái là hái còn cái lúc mà non non cái mình qua đây nó sưởng đây á, cái nhiệt độ của mình á lạnh lạnh á. Hiểu nói không? Sim à. Lúc mà em lên máy bay á là nó bật lạnh nó bỏ. Miếng cầu sim á, miếng cầu sim á. Bao nhiêu lần là đem dục sau này không mua được. Dạ. Hồi nãy giờ sao mình nhậu, nãy giờ mình nhậu bia uống nhiều lắm mà sao mồi còn nguyên là sao? Ờ mình thấy kỳ á, thôi bia từ từ lấy. Thôi bây giờ mình ăn thôi. Ăn thôi đừng uống nữa ơi. Nè. Hồi nãy giờ là mồi còn nguyên luôn, không có hết luôn rồi là sao? Cái này là chắc tới Bạc Liêu là bỏ xác ở Bạc Liêu á. Chưa tới Cha Diệp là đã mất tiêu. Ờ, chưa dưới Cha Diệp là tới Cha Diệp hỏi tiêu điều rồi. Không mà các bạn mới nghe. Đó, mình chuẩn bị về Bạc Liêu bởi vì mình mới gặp người yêu nè. Về Bạc Liêu chỉ gặp người yêu thôi. Giờ này người yêu có mất đống tiêu rồi. Người yêu nó đẻ 8 đứa con đi lấy 4 chồng. Vũ thì thì lúc cũng có người trèo lên. Vô không mà làm thì làm chứ anh em phải ăn mồi rồi chút đỉnh rồi sao mà nhậu không biết à. Mồi thấy còn y nguyên nè, tự động cứu luôn á. Mới có mấy giờ, mới có 6 giờ, mười giờ, chẳng lẽ muốn đuổi khách cơ nào được sao? Nó ý mà nói uống rất nhiều. Đó là mất tôi về thôi, cái này chừng 2 shot là xong à. Từ từ chứ mình đang uống kiểu này là xỉn sớm nè. Quá trời mồi luôn, những lâu lâu đi về Bạc Liêu ăn ăn ít mà uống thì nhiều. Ăn thoải mái đi. Ăn thì ít mà uống thì nãy giờ cho uống không mà đâu cho ăn đâu. Nó giỡn các bạn nó vô cả cái. Vô, lại vô nè. Mới cũng bỏ xuống cũng nữa à. Đó đó. Đây hối kìa. Mà đi phà mà đi ăn buffet thì nó nấu khi mà cháo đợt clam á. Ồ. Nó nấu con đó đó. Ồ phải không? Ừ. Chứ không phải clam hả? Ồ, các bạn thấy không? Mình nhậu bên này mà cứ nhớ sò Việt Nam là sao? Sò mình nữa chứ. Nhớ mồng mới chịu á. Có cái mồng á. Anh Bạc Liêu nè, mình nói sò thì anh nó mồng mới chịu á. Thật là đau lòng. Thôi vô các bạn ơi. Hồi nãy giờ bàn con sò này không biết là mấy chai bia mới xong nè. Bỏ tay. Không mà nói thiệt chứ ở dưới Nha Trang mình thì kêu cái tên nó khác mà ảnh ở Bạc Liêu thì kêu nó khác đó. Nha Trang kêu sò mòn mà. Ờ thì đó mà ở bên Canada nó kêu khác nữa, ác nữa, bởi vì khó hiểu quá. Nha Trang kêu nó dữ không? Dữ nữa hả? Sò mòn kêu nó dữ không? Sò mòn. Sò mòn. Còn ở dưới Bạc Liêu thì sò dôi. Sò dôi. Nó đúng rồi. Sò dôi á. Ờ thì đó. Dôi. Ờ. Mà cái mọc này nó ngọt. Người ta ăn cho hiệu quả là gấp là hiệu đấy chứ. Rồi các bạn ơi, mình không biết sao nữa, nhậu bên này mà nhớ Bạc Liêu ăn sò huyết rồi không à. Bữa nay mình không có hải sản, mình nói bàn sò huyết rồi à. Nghệ cua rồi đó. Không, bên này làm mình thèm. Bên này có cái sò huyết bên này không có. Thôi đưa lại. Không có. Chứ đó giờ ta đoàn nuôi đó. Mình đem qua nhưng mà mình đem qua đây nó sắp đồng luộc nó ăn nó tanh lắm. Nó không ngon. Không ngon nữa, nó hết tươi á. Không sợ nó không sống. Ở Việt Nam mình nuôi ăn không bao giờ bằng ở bên đây thiên nhiên rất là ngon. Không nghĩ nó sợ bên kia cái đồ nóng nó mới ấy huyết còn được. Ở đây nó huyết thì nó sợ qua đây đông. Yes, cái thời tiết. Đem mắm à, nhậu mắm chứ. Được. Ăn mắm à? Ăn chứ. Lỗ móng phải ăn thôi, tại hồi trước Long Dũng đồ cũng nấu hoài mà. Cũng biết mà. Ồ, nấu khác hả? Đây nấu đậm đà. Đặc sản hơn nhiều. Không có đậm đà. Nó lai rồi, nó lai cũng quản luôn. Lon đâu biết nấu đâu. Dạ. Nó nấu gì mà. Mà nó nấu hơi nhạt hơn. Thì đó, bởi vì mới nói là nó lo. Đây nấu mắm thì hơi đậm hơn. Lên nước mắm nấu là nó. Mình nói thiệt với các bạn, với bữa nay mình về Bạc Liêu mình nhậu nè. Lẩu lẩu mắm. Lẩu mắm này lấy nước mắm. Lấy bông cái không? Nó mắm cái sạc, nó cái sạc kêu.
mong cá cơm rồi. Ừ. Ừ. Hello, 1, 2, 3, sư phụ. Ủa em nó đi không có mấy giây mà anh đã lên sư phụ lại cho. Anh ghê hồn. Sư phụ ơi, lên sư phụ ơi. Vô cái sư phụ ơi. Vô sư phụ. Người ta sư phụ là người ta kinh nghiệm tràn trề đầy mình. Đồ. Tại vì anh biết sao, hồi nãy anh đi vô trong là chị dạ, nói á, dạ, bây giờ ra phải kêu ổng sư phụ mới được. Đó. À, nhờ cái câu mà thấy vợ tới kéo quần lên. Nhớ em. Ồ, cái đó là sư phụ hay con gì nữa? Anh tính chơi rồi mà thấy nhớ em rồi anh không chơi mà kéo quần đó. Ừ. Đồ này là, bây giờ mình kêu mình sư phụ chứ không gì nữa. Cái gì đâu vậy đâu. Nói vậy là vậy còn nhớ tới mình thôi vậy quê. Ờ vậy ok rồi. Nó tóm là nhớ em nó kéo quần lên. Hả? Giống như là đồ từ từ. Giống như anh nhớ em mới kéo quần lên mà anh mà không nhớ em là kéo quần xuống. Không như này. Nếu mà nhìn ra cái cảnh kia à, chính nghĩa gì tiếng Việt Nam là anh thấy em anh kéo quần lên đó là anh nhớ em. Ờ anh nhớ em. Thành ra không có chơi thì thành ra vợ đâu có nói gì đâu. Mà nếu mà không thấy em là anh kéo quần xuống. Quá thầy. Ồ vậy là không mà em hỏi thiệt anh, hồi giờ anh kéo quần xuống nhiều chưa? Trời bí mật sao mặt thấy được. Cái này là cái giống như là cái này là cái nhỏ ba mà sao dám trả lời. Cái chuyện này cái gì khó nói. Ok vậy thôi, cái này là quên đi các bạn ơi. Quên đi, quên đi. Quên tôi vô nè. Quên đi. Anh Cường không cần đói, tối ông nằm mơ ông đói hết. Khó quá. Hãy tăng cái vụ này khó quá quên đi. Quên đi, bạn gì khác. Bánh phà đó rồi. Ừ. Em nói tình gì, đâu có nói được phải không? Là ông trong giấc mơ ông nói à, bây giờ hỏi ông nói đâu, nói nằm mơ ông nói hết à. Vậy là nói từ bất cứ đời tới mới đây nha. Nữa là bảy ba đi. Nãy giờ ly cơm rốt á, phẹt ha. Giang. Giờ đưa anh Trinh Chí lên lo mới. Giang nè. Thôi vô cái đi anh Bạc Liêu. Ôi rồi lâu gì Bạc Liêu mồi quá trời mồi luôn nè. Đi anh đâu quá trời mồi. It's okay. Vô đi. Nhớ xem like này có hay thì xin bấm nha. Bấm một like một chia sẻ nha. Ủng hộ dùng nha. Ủng hộ. Đồ anh Bạc Liêu này dạo này anh cũng rành ba chuyện này dữ. Không, tại vì dọn trong với người mà quay vô phóng này cho biết luôn á. Vui mà, vui mà. Mình vui. Không, đôi lúc anh biết sao không? Có hay thì bà con cộng đồng like, cộng đồng mạng ủng hộ nha. Các bạn ủng hộ. Không mà lâu lâu mình gặp được người miền Tây, Bạc Liêu rồi phải vô đó chứ. Đó. Miền Tây. Lộng mém ha. Tài. Rồi, mời các bạn ra. Qua giữa. Vui phá lẹp phá sớm chơi chút xíu rồi các bạn ra. Ủa anh về nên rành thì chết. Nghe bà vợ em. Mình quá đa, đang mình thiếu người đang. Đô, tăng thôi. Đô, quay. Đô, tăng ở đây. Bà ba làm gì mà ba nói anh ít để lại cuộc sống chút xíu. Tương lai, cả tương lai. Quá dữ. Không anh, nhưng mà mình phải cứu ha. Thấy em kiếm quần lên. Cái này tôi giữ luôn. Không mà cái hùng quá. Phải không? Kéo quần mới chạy vô nè.